Bạch Thế Tôn, có phải ngay trơn như pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, của các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng, không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải lìa chân như pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, của các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng, không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải ngay chân như pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, của địa giới có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng, không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải lìa chân như pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, của địa giới có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng, không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải ngay chân như pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, của thủy hỏa phong không thức giới, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng, không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải lìa chân như pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, của thủy hỏa phong không thức giới, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng, không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải ngay chân như pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ của vô minh, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng, không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải lìa chân như pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, của vô minh, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng, không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải ngay chân như pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, của hành thức danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng, không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải lìa chân như pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, của hành thức danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng, không thiện hiện.